Xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tết Lạng Sơn nhé. Hôm nay thì em lại quay lại cho các bác xem cái cây đào mà cách đây 3 hôm em đã khoanh, đã hãm răm đào các bác. Thì cái video gần đây nhất thì là em quay cho các bác xem là lúc đấy là cái ngọn của nó mới khoanh được có một hôm mà ngọn nó đã rũ xuống rồi các bác. Đúng không các bác? Thì đây, hôm nay em quay lại cái video này cho các bác xem là để cho các bác thấy cái cây của em nó đã hồi lại và lá nó bắt đầu ngả màu vàng rồi các bác, và lá nó bắt đầu xoắn lại như này rồi, nó đứng rồi, đứng ngọn rồi các bác. Đây. Mà mấy hôm trước hôm trước là lá nó cụp xuống như này nhá, ngọn nó cụp xuống, nó rũ xuống như này nhá, nhìn cứ như là chết đấy các bác. Nhưng mà hôm nay ngọn nó lại tươi lại nhá các bác. Đây các bác xem, khi nó đứng ngọn là cái lá của nó sẽ bắt đầu quắp lại, hơi quắp lại như này các bạn. Đấy. Thì là lúc ấy là nó đã đứng lại ngọn rồi nha các bác. Đây. Đấy. Vẫn mấy cái cây này hôm trước đấy là em đã quay lên các bác xem thấy ngọn nó rủ xuống. Đây là buổi sáng. Buổi sáng thì cây nó lại đã trúc lên. Đấy. Chỉ còn mỗi cái cành này thì em khoanh là hơi mạnh tay nên là nó vẫn chưa hồi lại được nhé, nhưng mà không bao giờ không sợ chết đâu các bạn. Nó sẽ hồi lại, thế nhưng mà nó hồi chậm hơn là những cái loại mình khoanh nặng tay, nhẹ tay hơn. Đây mà. Các bác xem. Ngọn đã lại hồi lại và chuyển sang màu vàng vàng. Không còn thấy non nữa các bác. Kia. Cây bên kia cũng vậy. Vàng vàng hết ra, mấy hôm trước là xanh lét. Thế nhưng mà hôm nay khoanh cái nó đứng ngọn lại, nó vàng, nó chuyển sang màu vàng vàng. Đấy. Nhiều bác là cứ sợ khoanh là nó thấy nó rũ, thế này là cũng sợ hỏng, tại vì mình chưa làm bao giờ. Đấy. Em quay lên cái video này ngắn thôi nhé, để cho các bác xem, không các bác lại bảo em làm không đúng. Có bác lại còn bảo em nói phét. Đây các bác xem, thế này là khoanh được luôn rồi. Chờ đến tháng 9 là bắt đầu cuối tháng 9 là có thể là đánh chặn. Răm độ dài của nó bây giờ của em là tầm 40 cm. Tầm 40 cm. Nên nó lên tầm độ 5 cm nữa là 45 cm. Cái răm này ấy, năm nay là các bác nên để dài, tại vì năm nay sẽ là Tết, sẽ là nắng nóng mà. Đấy, nắng nóng thì hoa đào sẽ nở sớm. Nở sớm thì các bác phải cho răm nó dài ra để nó nở được hai lần hoa, một lần hoa bên dưới và một lần hoa ở bên trên này. Đấy. Còn nếu mà các bác năm nay mà trời thời tiết nó nóng mà các bác để răm ngắn tầm độ 30 cm thôi hoặc 35 cm thôi thì cây đào của chúng ta nở một lần là sẽ hết hoa và không có hoa để bán Tết. Thế nên là năm nay các bác phải dựa vào tình hình thời tiết. Thời tiết nắng nóng thì để răm nó dài, mà thời tiết lạnh thì các bác để răm nó ngắn tầm độ 30 thì nó sẽ đẹp hơn. Nó sẽ đẹp hơn cái răm 40 đến 45 cm này nhé các bác. Răm 40-45 cm này nó hơi dài, nhưng mà năm nay bắt buộc phải thế các bác ạ. Đây, một số cái cây này thì em mới cắt sau răm đấy có 10 cm thôi. Như cái răm này là răm những cái cây này là đẹp nhất này các bác. 10 cm, 15 cm. Thì đến giữa tháng 9 hoặc cuối tháng 9 là em đánh chặn là vừa, em không phải khoanh các bạn. Nếu mà chúng ta cắt được chuẩn như này ấy, thì không phải khoanh mà
nó không đúng thời điểm ấy thì phải khoanh. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nhé các bác. Xin chào toàn thể các bác. Nếu các bác thấy video hay và hữu ích thì đăng ký kênh của em nhé. Em xin cảm ơn các bác.